chắc chắn rồi, với chủ đề buổi tối ngày hôm nay đó là yêu nhiều lần một đêm, thì cùng với sự xuất hiện của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Lương chắc chắn là sẽ được quý vị lắng nghe rất là nhiều đây. Vâng, trước khi đến với những câu hỏi đầu tiên dành cho thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Lương thì tôi muốn mở đầu cái chủ đề này một chút anh Lương ạ. Vì cái chủ đề mang tên là yêu nhiều lần một đêm xem chừng là nó đang gợi mở quá nhiều thứ đúng không anh? Tôi thấy rằng là trên những cái cuộc gặp mặt của các đấng mày râu tại bàn rượu chẳng hạn, hay là các chị em, các chị em chúng tôi khi mà ngồi thân thiết với nhau chẳng hạn, cũng có thể là cởi mở chia sẻ những cái chuyện yêu, chuyện riêng của mình. Và không biết là từ bao giờ thì cái định nghĩa là cái việc mà chúng ta làm nhiều lần một đêm được xem là một trong những cái tiêu chuẩn đánh giá mức độ sức khỏe của nam giới, cũng như là cái độ hòa hợp của cuộc sống cối chăn. Bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều cặp đã phải chia sẻ một cái thông tin với bạn bè của mình rằng là đã rất phải bở hơi tai để đáp ứng cái nhu cầu về thể xác của đối phương, cụ thể là người vợ, người chồng của mình. Thế thì anh Đương này, rõ ràng là cái việc mà nó khiến cho chúng ta dù là mệt mỏi hay là chúng ta cảm thấy khó chịu một chút, về lâu dài thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta đúng không ạ? Và anh Đương thân mến, bây giờ thì anh sẽ nói đôi điều về chủ đề này chứ. Có lẽ là không phải chỉ Việt Nam đâu, mà trên thế giới người ta cũng nhiều khi người ta cứ lấy cái số lần để coi như là một cái tiêu chí, không những chỉ là cái sức mạnh và bản lĩnh của đàn ông, cũng như là cái sự hòa hợp của các cặp đôi. Ở Việt Nam ấy thì rất nhiều người có lẽ là sẽ biết một cái câu gọi là câu ca dao nó rất là nổi tiếng, nói về vua Minh Mạng là gì, nhất dạ ngũ dao sinh tam tử đấy. Một đêm là gặp năm bà lại sinh được ba quý tử. Đấy, thế thì và từ đấy, có lẽ là từ đấy mà trên thị trường mà chúng ta có thể nhận thấy có một trong những cái sản phẩm rất nổi tiếng, và cái sức mua cũng như là sức tiêu thụ của nó rất là khủng khiếp, đó là cái rượu Minh Mạng Thang. Rất nhiều lần chúng tôi được giới thiệu là gì, là đây là những cái sản phẩm do các ngự y trước đây đã bào chế để dành riêng cho vua Minh Mạng. Và để tạo ra được một cái huyền thoại nhất dạng ngũ dao đấy. Đấy, thế thì như vậy là chúng ta có thể nhận thấy rằng là không phải chỉ đến gần đây thì cái việc gọi là tần suất quan hệ nhiều lần cho một trong một cái thời điểm mới được coi là một cái cột mốc, mà có lẽ là từ rất lâu rồi người ta vẫn coi đấy là một cái tiêu chí nói lên cái sức mạnh của nam giới cũng như là cái độ hòa hợp của cả nam và nữ. Tôi có một thông tin rất là thú vị muốn chia sẻ với anh Lương mà rất có thể anh Lương biết rồi. Đó là một cái kỷ lục thế giới được thiết lập bởi một người đẹp Ba Lan. Trong vòng 8 giờ đã có 646 lần quan hệ tình dục. Tôi không biết được rằng là cái thông tin này nó có hoàn toàn là chính xác không, bởi tôi nghĩ là chỉ cần một phần mấy trong số cái con số được công bố này thôi, nó cũng đã là một cái sự khủng khiếp đối với bất cứ ai rồi, mà đây lại là một người phụ nữ. Anh Lương thân mến, không biết là anh đã biết đến cái thông tin này chưa, và anh theo cái tổng hợp của một người làm chuyên môn như anh cho rằng là phụ nữ chúng tôi tối đa nhất có thể là chiến đấu bao nhiêu lần một đêm? Thực ra ấy, thì những cái kỷ lục liên quan đến cái quan hệ giữa nam và nữ thì có rất nhiều những cái kỷ lục nó độc đáo và lạ. Có những cái kỷ lục mà người ta không ngờ tới và cũng sẽ không nghĩ tới. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi con người nó là một cái vũ trụ thu nhỏ và sự hoàn toàn khác nhau. Mỗi cá thể là một cái sự gọi là một cái tiểu hành tinh. Vâng. Cho nên là chúng ta cũng không, nhiều khi cũng không đoán hết được cả cái gọi là cái sức gọi là chịu đựng của con người như thế nào. Nhưng ở trường hợp này tôi nghĩ là có lẽ là cái số con số lẻ đằng sau 46 lần thì nó phù hợp hơn là 846. Bởi vì rằng là trong 8 giờ mà chúng ta nhân với 60 phút là gọi là có 480 phút, mà 600 lần như vậy là mỗi anh chưa được 1 phút. Cái điều này ngay chừng có vẻ không ổn lắm đúng không? Vâng. Nếu mà trong vòng 46 phút thì nó lại còn sẽ còn có cái quãng là gọi là nghỉ ngơi một chút, rồi còn có cái quãng cắt quãng như thế. Bởi vì sao? Ở người phụ nữ thì nó lại có một cái điều hết sức đặc biệt là nhiều khi trong những cuộc quan hệ thì một trong những cái yếu tố đóng góp rất lớn cho cái việc thành công ấy, đó là những cái liên quan đến cái cảm xúc, và nhờ cảm xúc ấy thì tắc cái tuyến tại cơ quan sinh dục người phụ nữ mới đủ tiết ra được các cái chất nhờn để giúp cho cái cuộc quan hệ tình dục đó diễn ra được dễ dàng và thoải mái hơn. Trong một cái trường hợp mà liên tục quan hệ tình dục với một số lần khủng khiếp như thế này thì tôi không nghĩ được rằng là cái cơ quan sinh dục của chị người đẹp người Ba Lan này liệu có gọi là có bị những cái tổn thương gọi là khủng khiếp xảy ra không, bởi vì rằng là chắc chắn một điều, những cái chất gọi là nhờn để tiết ra giúp cho cái cuộc quan hệ này nó không thể tiết ra một cách đầy đủ trong 8 giờ liên tiếp được. Có lẽ là anh đang phân tích nó hơi sâu sắc và anh đòi hỏi nó phải là một cuộc trọn vẹn. Biết đâu là nó cũng như là chia sẻ của tỷ phú Hoàng Kiều thì sao đúng không? Thật ra chưa kể, đấy nó chỉ thế thôi thì nó cũng...
Thực tế thì cái số lượng những lần quan hệ tình dục một đêm của một phụ nữ, tôi tin rằng là với bất cứ tài liệu nào nó không thể có một con số chính xác được, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là nó còn phải phụ thuộc vào cái cơ thể người đấy như thế nào, độ tuổi ra sao, cái nhu cầu ham muốn thế nào, hay ngay cả cái vấn đề là tâm trạng hôm đấy ra sao nữa. Đúng rồi, vâng. Vâng, thế thì anh có thể cho một cái lời khuyên rằng từ góc độ của y học thì các bác sĩ, các nhà nghiên cứu về vấn đề tình dục cho rằng một người phụ nữ có thể, hay là một người đàn ông, nên quan hệ là tối đa bao nhiêu lần trong một đêm thì nó sẽ được coi là lý tưởng. Vâng, xin trở lại cái phần trước, tôi đã nói là mỗi cá nhân nó là một tiểu vũ trụ, và chúng ta chỉ có thể cá thể hóa từng trường hợp. Chúng ta sẽ không có một cái mẫu số chung cho tất cả mọi trường hợp. Vâng. Bao nhiêu lần một đêm là vừa? Câu hỏi này thì có lẽ là được lặp đi lặp lại cũng rất là nhiều trong những cái đề nghị của quý vị thính giả. Chúng ta sẽ phải có rất nhiều những cái dự kiện để chúng ta mới có thể đưa ra được một cái đáp án. Thứ nhất là lứa tuổi của các cái cặp đôi này như thế nào. Thường ấy thì các cái cặp đôi ở cái độ tuổi trên 80 thì cũng chắc chắn là không thể có một cái tần suất được như các em nó 18-20 được, đúng không ạ? Bên cạnh đó là cái sức khỏe của các cặp đôi như thế nào. Ở một những cái cặp gọi là hoàn toàn sung mãn, có những cái thể trạng tốt thì cũng hoàn toàn sẽ khác so với những cái cặp chẳng hạn như là anh chồng lại mắc một căn bệnh gọi là mãn tính nội khoa chẳng hạn. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải có rất rất nhiều những cái dữ kiện thì chúng ta mới có thể đưa ra được một cái câu hỏi, câu trả lời nó cho chính thức cho cái vấn đề tần suất bao nhiêu là đủ. Vâng. Quay trở lại với câu chuyện là yêu nhiều lần một đêm thì rõ ràng là để có nhiều lần chúng ta phải đi từ những con số nhỏ đến lớn, đúng không ạ? Và có những cặp đôi thì sau cái cảm giác của lần yêu đầu tiên thì luôn luôn nảy sinh ra một cái sự hơi nuối tiếc một chút, và họ muốn thực hiện ngay cái lần giao ban thứ hai. Để có thể đạt được những cái mong muốn của mình, có thể trong lần một nó chưa được tới nơi tới chốn chẳng hạn. Thế thì theo anh là chúng ta có nên làm ngay cái lần thứ hai lập tức không, hay là cần phải có một cái thời gian, mà nếu có thì thời gian đó cụ thể là bao nhiêu thì là hợp lý nhất? Thực ra ấy thì người ta đã nhận thấy rằng là ở trong tất cả các cái cuộc quan hệ tình dục thì thường nó diễn ra ở ra làm bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là những cái giai đoạn kích thích, cái giai đoạn thứ hai là những cái cảm xúc nó dâng trào, cái giai đoạn ba là lên đỉnh, và cuối cùng là cái giai đoạn trơ sau khi có cái quan hệ tình dục. Cái giai đoạn trơ này thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố, như là vừa rồi tôi mình có nói. Thứ nhất là những cái yếu tố liên quan đến tuổi, thứ hai nó liên quan đến tình trạng sức khỏe của từng cá nhân, cũng như là liên quan đến cái cảm xúc. Có thể ngày hôm nay công việc ở cơ quan nó cảm thấy chưa được vừa ý lắm, nó không được thật sự thoải mái, cái có những cái nó tác động đến cái cảm xúc của mình ấy. Thì nhiều khi cái khoảng trơ này nó sẽ kéo dài rất lâu. Người ta nhận thấy rằng là ở cùng với tuổi thì cái quãng trơ này ngày càng kéo dần dài dần ra. Ở cái lứa tuổi gọi là dưới 20 ấy, thì cái quãng trơ này rất là ngắn, người ta nhận thấy rằng là có thể từ 5 đến 15 phút. Rất nhiều các bạn có thể sẵn sàng cho cuộc yêu lần thứ hai, nhưng ở cái nhóm tuổi từ 70 trở lên, cái quãng trơ này có thể kéo dài vài ngày cho đến có khi cả tháng ấy. Cho nên là cũng và đúng như là người ta, thực ra người ta nhận thấy rằng là trong kể cả những cái cuộc yêu liên tiếp ấy, thì lần yêu bao giờ lần đầu ấy, thì cũng thường tạo ra những cái cảm xúc mãnh liệt hơn, thoải mái hơn và giúp người ta dễ lên đỉnh nhiều hơn. Vâng. Xem chừng là anh cũng đã trải qua rất là nhiều cái độ tuổi rồi. Vâng. Anh dựa vào mình để nói điều đấy phần lớn, hay là anh nói từ kinh nghiệm của số đông? Cái này thì cũng rất thành thật, nó có lẽ là bắt nguồn từ cả lý thuyết và cả thực hành, dựa trên cái kinh nghiệm của chính bản thân. Vâng. Và cái điều này thì cuối cùng mình mới nhận thấy rằng là tất cả các cái tổng kết về mặt lý thuyết thì nó cũng có những cái gọi là tỷ lệ đúng đắn một cách gọi là như thế nào đấy, bởi vì là đó là cái cảm xúc nó cứ giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Vâng. Khi cái cảm xúc nó tốt, nó thăng hoa thì có lẽ là cái số lần nhiều hơn một cũng không có vấn đề gì, nhưng nhiều khi cái khó chịu, cái gọi là không được thoải mái nữa thì một cũng đã là quá nhiều. Đúng rồi, và ai cũng như vậy thôi. Tôi nghĩ là đàn ông hay phụ nữ thì cái cảm xúc yêu đương khi mà chúng ta đã có gia đình một thời gian thì chúng ta thấy rằng nó cũng là một cái chuyện như là cơm ăn nước rót hàng ngày, và nó không phải là những cái thời mà chúng ta còn đang bắt đầu vào bước vào tình ái, đúng không anh? Đang rất là hào hứng với nó thì có thể làm mọi lúc mọi nơi, hay là khi mà cảm thấy bức xúc một tí thì cũng vẫn cố mà làm. Bây giờ mà tinh thần không tốt là nhất định không, đúng không? Nhiều anh chàng thì có kháo nhau rằng là để giữ được cái thế thắng luôn ở phía mình thì họ chia sẻ cho nhau một cái kinh nghiệm. Tôi không biết là cái kinh nghiệm này, những cái chàng trai này nó ở độ tuổi bao nhiêu, chắc là nó cũng có cái sự phân định về độ tuổi đây, rằng là để cái lần thứ hai nó đến nhanh hơn, như là cái câu chuyện anh vừa chia sẻ á, tất nhiên là trừ cái vấn đề sức khỏe và tuổi tác ra nhé, thì cái lần thứ nhất các bạn ấy khuyên nhau rằng là không nên dành quá nhiều thời gian trong cái việc là khúc dạo đầu, hay là cứ cố để mà giữ với cả bạn tình của mình trong cái thời gian dài.
của lần thứ nhất thì chắc chắn là lần thứ hai đấy thì nó cũng sẽ đến nhanh hơn. Và họ duy trì cái kỹ thuật này cho rằng nó là một cái lời khuyên để túi rất là hợp lý và hiệu quả. Anh thì nghĩ sao về cái kế hoạch này của họ? Có lẽ là cái việc này thì trong những cái cổ yếu thì nó có một cái điểm rất là quan trọng, đó là tránh cái lặp đi lặp lại một cái sự nhàm chán. Thì đôi khi cái việc thực hiện cái kỹ thuật này cũng là một cái điều cũng nên, nhưng thường xuyên tiến hành và thực hiện cái kỹ thuật này thì theo tôi đây là một cái điều không nên. Bởi vì đối với người phụ nữ có lẽ là cái do cấu tạo giải phẫu của họ nó đặc biệt và nó khác hoàn toàn so với cả người nam giới, cho nên người phụ nữ luôn luôn cần có một cái quãng dạo đầu nó thật sự tốt. Như cái phương án mà nó không thật sự tốt cho người phụ nữ, bởi vì là ngay lập tức người nam giới chỉ nghĩ đến những cái cảm xúc của chính cá thân nhân mình mà không quan tâm đến cái cảm xúc của bạn gái của mình ấy. Thì họ chỉ mong muốn làm sao để họ có thể đạt khoái cảm nhiều hơn ở lần thứ hai mà không quan tâm đến, bởi vì ra mà đừng nghĩ đến số lượng, hãy nghĩ đến chất lượng nhiều hơn. Và cái quan tâm nhiều nhất vẫn phải quan tâm là trong vấn đề này thì có lẽ là cảm xúc của đối tác của mình cũng cực kỳ quan trọng. Vâng. À, từ góc độ những người đàn ông thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ có thể chủ động được cái nhu cầu cũng như là cái khả năng của mình. Tuy nhiên thì về phía phụ nữ, chúng tôi lại luôn luôn có một cái tâm thế khá là dè dặt. Bởi vì sao? Anh cũng không lạ gì rằng là nếu như mà cái chuyện yêu nó đến quá nhanh, không có màn dạo đầu hay không có sự chia sẻ, chưa kịp dâng trào cảm xúc thì rõ ràng là cái âm hộ, cái cô bé của chúng tôi sẽ rất là khó để mà có thể là có được một cái độ bôi trơn cần thiết cho việc yêu. Vậy thì đặc biệt là với những người phụ nữ mà có thể dùng cái từ hơi vui vui một chút là nước nôi kém ấy, thì cần làm gì để mà tránh khô âm đạo và phá hỏng đi cái sự mỹ mãn của chuyện yêu ở đây ạ? Không phải bây giờ mà từ ngày xa xưa ấy, thì kể cả trên thế giới cũng như Việt Nam, các cụ nhà ta đã nghĩ ra được những cái giải pháp để hỗ trợ cho những cái trường hợp mà nước nôi gọi là yếu kém ấy. Vâng. Đã có rất rất nhiều những cái sản phẩm dùng để hỗ trợ cho những cái việc này. Tuy chẳng hạn như là những cái sản phẩm từ thiên nhiên, từ những cái loại dầu của thiên nhiên, những cái sản phẩm từ các cái loại kem, và gần đây thì với cái sự phát triển của các cái ngành công nghiệp hóa học thì người ta đã cho ra những cái loại gel bôi trơn giúp cho cái cuộc yêu liên tục có thể diễn ra mà không bị ngắt quãng. Tuy nhiên một lại lần nữa thì tôi cũng muốn nói lại là vẫn cần, rất 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 cần cái màn gọi là dạo đầu thật sự tốt. Và có lẽ là một trong những cái điểm chúng ta cần quan tâm nữa, số lượng cũng không bao giờ có thể bằng được cái chất lượng. Đúng rồi, không nghĩ đến cái việc là chúng ta cần phải làm bao nhiêu lần, mà hãy nghĩ xem là có lần nào của chúng ta mà đạt được đến đỉnh điểm dành cho cả hai hay không, đúng không? Đúng rồi, vâng. Rõ ràng là cái chuyện yêu là một cái hạnh phúc, là một cái niềm hạnh phúc, bởi vì nó không phải chỉ thể hiện cái việc là chúng ta gần gũi về mặt thể xác, mà đến độ tuổi nào đó thì chúng ta cũng nhận ra rằng là khi mà chúng ta phải hội tụ rất là nhiều những cái yếu tố đi kèm, bao gồm là cả mặt cảm xúc, sức khỏe, rồi rất nhiều thứ nữa, gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng không nào? Chúng ta có thể thực hiện cái việc yêu được, có phải lúc nào cũng muốn là yêu đúng không? Ví dụ như là ban ngày tôi đi làm tôi muốn tôi cũng chả làm được. Vâng. Thế thì trong cái quãng thời gian ngắn trải nghiệm nhiều lần thì rất nhiều bạn trẻ cho rằng là nó sẽ tạo thêm cái sự kích thích để mà có thể đạt được cái hứng thú nó sớm hơn. Tuy vậy thì cũng có nhiều bạn ở trong cái tình huống như tôi nói rằng là chưa đạt đủ yếu tố là cần thiết, ví dụ như là sức khỏe này, hay là thời gian ngay khi mà cơ thể mệt mỏi hay là đau nhức một vài chỗ nào đó vẫn cứ cố gắng để mà hưởng thụ cái cảm giác đấy, thì nó sẽ có những cái tác hại gì thôi anh? Như chúng ta đã biết ấy, thì cái điệu tango thì luôn luôn cần có hai người trong cuộc yêu. Thì tất nhiên là có những trường hợp một mình thì không nói lên là gì. Nhưng mà nếu có hai và cả hai cùng giúp nhau thăng hoa thì đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Vâng. Trong cái trường hợp mà gọi là như bạn nói, đôi khi để gọi là cố gắng gọi là đem lại cái sự gọi là thoải mái cho người gọi là bạn tình của mình ấy, thì đôi khi cả nam và nữ cũng vẫn phải cố gắng. Có thể là trong những cái giai đoạn lúc người gọi là thể trạng chung mình cũng không được thoải mái lắm, có lúc thì gọi là cái cảm xúc nó cũng chưa đến, thế nhưng mà chẳng nhẽ lại từ chối, nhiều khi là có những cái lúc mà không thể từ chối được, đúng không? Thế thì nếu lúc này quan hệ tình dục vào thời điểm này thì sao, có rất rất nhiều những cái có thể gây ra những cái tổn thương cơ quan sinh dục cho cả người nam và người nữ.
các cụ nhà ta nhiều khi vẫn hay đùa đùa đấy, các bác nam giới thì không sợ khó, không sợ khổ mà chỉ sợ khô đấy, đúng không? thế thì trong cái trường hợp này thì nó tạo ra cái sự đau đớn cho cả, không phải chỉ người phụ nữ mà cả người nam giới đâu. Và lúc này thì chắc chắn là do cái ma sát mà không được bôi trơn thật sự tốt ấy, thì nó có thể gây ra cái chảy xước cả bộ phận sinh dục của người nam và người nữ. Và cái đoạn bộ phận sinh dục của cả nam và nữ thì nó lại là một cái môi trường hết sức đặc biệt, là có thể có rất nhiều vi khuẩn nó cùng một lúc nó có thể cư ngụ ở đây. Và với cái môi trường là nó bị xây sát ấy, thì nó có thể là một cái môi trường rất tốt cho cái việc phát triển của các vi khuẩn, tạo ra cái hiện tượng viêm nhiễm của cả người nam và người nữ. Và trên hết ấy, thì nó tạo ra những cái tổn thương về mặt tâm lý, nó rất là khó, gọi là tạo ra một cái dấu ấn nó không thật sự tốt cho cả hai, mà có lẽ là chị em chịu đựng nhiều hơn những cái vấn đề này. Dạ, cái điều này thì tôi nghĩ là nó sẽ phải cần cái sự chia sẻ, sự thấu hiểu cũng như là cái sự quan sát kỹ lưỡng từ phía đối phương của mình. Đúng rồi. Trong một cái hoàn cảnh nhất định nào đó, ngay cả khi mà chúng ta cũng có nhu cầu gần gũi nhưng mà đối tác của mình lại đang ở trong một cái trạng thái mà rất khó khăn, không thể đáp ứng được. Đúng thì rồi. Chúng ta cũng cần phải tỉnh táo và nhạy cảm để nhận ra. Dạ. Và ở đây thì có lẽ nó sẽ là một cái vấn đề liên quan đến cả mặt tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ riêng cái mặt là gọi là sinh lý và cái sức khỏe của mình như thế nào, đúng không anh? Đúng rồi. Bởi vì thế này, theo cái những cái định nghĩa mới của Hiệp hội Sức khỏe tình dục thế giới thì người ta nhận thấy rằng là quan hệ tình dục không có nghĩa là chỉ có những mỗi cái hành động gọi là thâm nhập của người nam và bộ phận sinh dục người nam và bộ phận sinh dục nữ, mà nhiều khi cái cảm xúc, cái quan hệ tình dục và cái sự thăng hoa nó đến chỉ nhiều khi từ một cái nắm tay, một cái ôm nhẹ thôi. Và với cái sự thấu hiểu của gọi là đối tác của mình trong cái giai đoạn chẳng hạn họ mệt mỏi thì nhiều khi một cái ôm từ phía sau nhẹ nhàng thì cũng tạo ra một cái gọi là dấu ấn nhiều hơn là một cái cuộc quan hệ tình dục không trọn vẹn. Vâng, chắc chắn rồi. Và yếu tố thời gian thì cũng luôn là một cái điều mà tôi cho rằng là nó thực sự cần thiết, tác động đến cái sự chất lượng của mỗi cuộc yêu, bao gồm cả cái việc là dạo đầu này, thủ thỉ hay là nghỉ ngơi sau cuộc yêu chẳng hạn. Vâng. Theo anh thì chúng ta nên dành cho nó cái khoảng thời gian nào là hợp lý? Lại một lần nữa, cái câu hỏi bao nhiêu thế nào là hợp lý thì thật sự cũng rất là khó, bởi vì rằng là ngay ở trong từng cặp đôi thôi, ở những thời điểm khác nhau, những cái thời điểm mà cái tâm lý của các cặp đôi nó hoàn toàn khác nhau thì cái quãng thời gian này nó cũng hoàn toàn khác nhau. Ở trong một cái môi trường hoàn toàn thoải mái, tự nhiên thì nhiều khi không có những cái áp lực về mặt công việc, chẳng hạn như chúng ta đang ở một cái địa điểm mà du lịch chẳng hạn, chỉ có hai bạn với nhau thì nhiều khi một cái cuộc quan hệ nó đến rất là nhanh và nhiều khi cái khúc dạo đầu nó gần như là bùng nổ và lại. Thế nhưng bên cạnh đó thì ở một cái thời điểm sau những cái ngày làm việc mệt mỏi, cái tâm trạng gọi là cả hai bên nó cũng nằm trong một cái trạng là oải cả hai bên, thì nhiều khi cái đoạn gạo đầu hoặc là cái lời thủ thỉ phía sau nó lại cần một cái thời gian có lẽ là nhiều hơn. Dạ. Và tôi cũng hy vọng rằng quý vị thính giả cũng đã có được thêm cho mình những cái thông tin cần thiết trong cái chuyện yêu và làm thế nào để mà yêu nhiều lần một đêm hay là bao nhiêu lần một đêm, miễn là chúng ta phải cảm thấy thật sự hài lòng với bản thân mình và đối tác. Và ngay bây giờ đây là tín hiệu kết nối đầu tiên của vị thính giả dành cho thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Lương rồi. Xin chào vị thính giả đang đợi máy ạ. Vâng, tôi này có cái chương trình mới, tôi xin bác sĩ và chương trình tư vấn cho tôi năm 70. Dạ xin mời. Vâng, tôi năm 70 đấy. Tôi thì rất ham muốn, thì mà bây giờ nhà tôi thì cũng kém lắm. Thế thì muốn làm thế nào để mà động viên và cách nào đó để động viên mà trong cái quan hệ tình dục này nó được là trọn vẹn hơn. Đấy thứ nhất. Đấy thứ nhất. Cái thứ hai là cái cách làm như thế nào để mà có hai bên nó cùng hưng phấn. Thì đấy xin hỏi bác sĩ xem bác sĩ có cái cách nào để giúp tôi được không? Vâng. Cảm ơn câu hỏi của bác An ạ. Và đầu tiên thì cháu cũng rất là chúc mừng bác, một người đàn ông 70 tuổi mà cháu nghe cháu cũng xin lỗi chào anh. Cái thứ hai là bác 70 tuổi thì có nghĩa là hai vợ chồng cũng đã sống với nhau một khoảng thời gian rất là dài rồi, chắc là con cháu cũng đề huề rồi. Và đến bây giờ thì mặc dù là sức khỏe thì vẫn đang còn rất là dồi dào, nhưng mà vẫn nuôi một cái thành ý là làm thế nào để mà chúng ta có thể chia sẻ với vợ của mình, để người phụ nữ của mình đáp ứng được cái nhu cầu của mình, chứ không phải là nghĩ đến một cái đối tác khác. Đây là điều rất là đáng trân trọng ở một người đàn ông, mà cháu chân thành rất là cảm ơn vì bác đã gửi câu hỏi để đến. Cảm ơn bác đã kết nối. Còn ngay bây giờ đây thì có lẽ là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Lương sẽ giúp cho vị thính giả của chúng ta nhé. Vâng, chào bác An. Một câu hỏi để có thể là giúp gọi là chúng tôi hình dung rõ hơn là về cái phần hỏi đáp của bác. Bác gái năm nay bao tuổi rồi bác? Nhà tôi năm nay là 67. À vâng.
67, tôi 70. Vâng. À, thế này bác An ạ. Vâng. À, phụ nữ thì có một cái giai đoạn hết sức đặc biệt, tức là thường ấy, từ năm 49 đến năm sau 49, 50 ấy, thì là họ bước vào cái giai đoạn mãn kinh. À, mãn kinh có nghĩa là tại thời điểm đó họ chấm dứt cái khả năng làm mẹ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ chấm dứt cái khả năng gọi là cái những cái ham muốn trong cái việc quan hệ vợ chồng. À, tuy nhiên do cái lượng nội tiết tố nữ ở người phụ nữ từ sau cái tuổi 50 trở đi nó gần như là tụt giảm cực thấp, thì dẫn đến rất nhiều các cái biến đổi về tâm sinh lý cũng như là về cơ thể của người phụ nữ. À, một trong những cái nó làm gọi là thay đổi rất nhiều, đặc biệt là cơ quan sinh dục của người phụ nữ là gì? Là khi lượng nội tiết tố nữ nó thấp xuống ấy, thì nó gây teo tế bào niêm mạc tế bào âm đạo, và nó làm giảm tiết chất nhờn ở bộ phận này, dẫn đến là các cái cuộc quan hệ tình dục của người phụ nữ ở sau tuổi 50 trở đi thường ấy, thì nó gây ra cái hiện tượng đau cho người phụ nữ nếu chúng ta không có một cái quãng thời gian gọi là dạo đầu đủ tạo ra cái cảm hứng cho chị em phụ nữ. À, chính vì vậy, chính do cái hiện tượng teo tế bào niêm mạc cũng như là giảm tiết chất nhờn ấy, và gây ra cái hiện tượng đau của người phụ nữ, thì nhiều khi sau những cái cuộc quan hệ tình dục, người phụ nữ người ta rất đau và người ta khó chịu, dẫn đến những cái tổn thương về mặt tâm lý. À, và chính vì vậy những cái lần sau họ càng e ngại cái việc quan hệ này. Vâng, những người sợ đấy. Vâng, đấy, thì nó tạo ra cái phản ứng gọi là xù lông nhím lên để gọi là chống lại cái đức ông chồng của chính mình. Thế thì một trong những cái quan trọng nhất để giúp cho hai vợ chồng của bác thoải mái ấy, thì thứ nhất ấy, là hai bác cần có cái sự trao đổi với nhau một cách gọi là thoải mái. Hai bác cứ nói hết với nhau những cái mong muốn của mình, bởi vì là ở cái quãng thời gian này ấy, thì chúng ta cũng sống với nhau 30-40 năm rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng gọi là có đủ cái gọi là những cái trải nghiệm với nhau rồi, có thể chia sẻ nhau được hết tất cả những vấn đề rồi, và chúng ta cũng không còn nhiều cái sự e ngại nữa. Chính vì vậy mà theo tôi thì bác nên có những cái sự trao đổi với bác gái. Cái thứ hai ấy, là chúng ta cần làm tốt hơn cái giai đoạn khởi đầu của cả bác trai và bác gái, giúp cho bác gái có được cái tâm lý thoải mái, cho bác gái được một cái sự khởi đầu nó dễ chịu và thoải mái. Và cuối cùng, trong những cái trường hợp mà những cái này nó vẫn còn gọi là gây khó khăn trong cái cuộc quan hệ ấy, thì hiện nay nó đang có rất nhiều những cái sản phẩm giúp cho cái gọi là cái chất bôi trơn của bác gái nó được thoải mái hơn, và bác có thể ra hiệu thuốc bác mua những cái sản phẩm này. Chúng ta nên mua những cái sản phẩm mà nó có uy tín, chứ chúng ta cũng không nên sử dụng những cái gọi là công cụ cây nhà lá vườn, gọi là tự chế, và cuối cùng là nó tạo ra những cái tổn thương rất là nguy hiểm cho cái bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Vâng, chúng tôi mong rằng là bác An trong thời gian tới cùng với bác gái lại tiếp tục tìm lại được những cái cuộc thăng hoa, và biết đâu mùa xuân thứ hai của các bác lại có thể lại là từ sau ngày hôm nay. Vâng. Vâng, tôi muốn là tư vấn, xin bác sĩ tư vấn là cái việc ra hiệu thuốc thì rất khó biết cái loại nào, bác sĩ nhỉ? Mà vâng. Trên thị trường nhiều quá. Vâng. Thực ra ấy, thì cái này ấy, thì cái chất bôi trơn ấy thì nó không phải là một cái chất mà nó phải kê đơn. Chính vì vậy mà bác có thể khi bác ra hiệu thuốc ấy thì bác gọi là gặp và trao đổi với các dược sĩ, thì các dược sĩ sẽ gọi là có thể tư vấn cho bác một cách rất là tốt trong cái vấn đề là lựa chọn một cái gọi là sản phẩm bôi trơn làm sao phù hợp với cả hai bác. Vâng ạ. Tôi cho hỏi bác sĩ tí thế này, thế rồi trong cái sinh hoạt ăn uống thì ăn thường ăn uống với chất gì để nó tăng lên cái đoạn này nhỉ? À vâng. Thế này này, ở cái quãng tuổi này ấy, thì người ta có thể sử dụng rất nhiều các cái sản phẩm, kể cả gọi những cái sản phẩm để bổ sung gọi là nội tiết cho bác gái. Thế nhưng trong những năm gần đây ấy, thì người ta rất gọi là khuyến khích cái việc là sử dụng các cái sản phẩm nội tiết nó mang tính tự nhiên, chẳng hạn như là các cái sản phẩm liên quan đến dầu đậu từ những cái đậu nành. Vâng ạ. Bởi vì là những cái mầm của các cái loại hạt thì đấy là những cái sản phẩm giúp cho cái việc gọi là bổ sung một phần cái hormone tự nhiên dành cho người phụ nữ. Vâng ạ. Tôi xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ. Vâng, bác An thân mến, cháu cũng mong là bác sẽ luôn giữ được bác An kính mến thì đúng không ạ? Bác sẽ luôn giữ được một sức khỏe tốt nhất, và chúc cho bác cũng như là bác gái sẽ luôn giữ được cái ngọn lửa yêu nồng nhiệt của mình ạ. Vâng, cảm ơn bác. Thưa quý vị, và quay trở lại, chúng tôi lại cùng dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo. Alo. Alo, mời cho anh hỏi cái nào về vấn đề tình cảm, quan hệ vợ chồng mà. Vâng, xin mời anh. Dạ. Em ơi, tại sao mà tôi quan hệ kéo dài hơn một năm nay mà cũng không mang thai, là tại sao? Và anh có thể chia sẻ mình tên là gì và đang kết nối từ đâu không? Anh là Lạng Sơn. Dạ vâng ạ. Và anh muốn giữ kín bí mật về mình đúng không? Đúng
vâng, xin mời anh Lương có thể tiếp tục giúp cho vị thính giả của chúng ta. À vâng, theo chia sẻ của bạn ấy thì bạn có cái quan hệ nhưng cái hai bạn đã gọi là xây dựng gia đình được bao lâu rồi? Em chào bác sĩ ạ, em có hai cháu rồi, bây giờ muốn sinh thêm cháu nữa. Vâng. Thế nhưng mà hơn 1 năm nay rồi thì... Hơn 1 năm ạ? Vâng. Hơn 1 năm nay rồi, hai vợ chồng vẫn quan hệ bình thường được bạn mà không thấy có một cái tín hiệu gì thì mắc hai trở lại. À vâng. À, chị nhà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhà em năm nay 30 rồi. À vâng. Vâng. Thực ra thì câu chuyện của anh thế này. Cái tần suất mang thai của các cặp vợ chồng ấy thì người ta lấy một cái mốc, nó là chính là cái mốc 30. Vâng ạ. Trước 30 thì cái tần suất gọi là mang thai của người phụ nữ có tốt hơn hẳn, và từ sau 30 trở đi thì nó giảm sút khá là nhiều. Hai anh chị đã có hai cháu và từ 1 năm nay không sử dụng các biện pháp tránh thai nào, vẫn có các cái cuộc quan hệ tình dục bình thường nhưng chưa có con, đúng không ạ? Alo. Alo. Vâng, đúng không ạ? Vâng, đúng không? Vâng. Thế ở trường hợp này ấy, thì mình có thể sơ bộ đánh giá là bởi vì thế này này, không nhất thiết là phải gọi là cứ đã có con thì mình sẽ có thể liên tục là có thể là có con nữa. Người ta nhận thấy rằng là ở cái trường hợp của anh ấy thì có tạm thời thì có thể đưa vào cái nhóm là gọi là vô sinh thứ phát. Tức là gì? Các anh chị đã có con rồi nhưng mà bây giờ muốn có thêm thì sau 1 năm vẫn không thể có con được nữa. Thì một cái lời khuyên rất là chân tình với anh, thì cái việc quan hệ nhiều lần hay là quan hệ bao nhiêu lâu trong 1 phút ấy, thì nó không gọi là nhất thiết gì ảnh hưởng đến cái tần suất mang thai. Vâng ạ, cái này nó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vâng, để đánh giá được cái tình trạng gọi là khả năng mang thai ấy, thì chẳng có cách nào khác là anh và chị phải đến các cái cơ sở y tế đấy, thì mình kiểm tra cái chức năng sinh sản của cả hai để các bác sĩ sẽ đánh giá là khả năng gọi là tiếp tục mang thai của cả anh và chị là như thế nào. Bác sĩ ơi, cho em hỏi thêm một chút này này. Vợ em bị viêm đường tiết niệu khó chịu nghiêm nhỉ? À vâng. Viêm đường tiết niệu ấy, thì nó có một cái tần suất khá lớn, gọi là ở phụ nữ thì bao giờ cũng cao hơn ở nam giới. Và viêm đường tiết niệu ấy thì cũng có thể là một trong các nguyên nhân có thể gây ra cái việc là chậm trễ trong thai nghén. Vâng ạ. Vâng, và đó có lẽ cũng là lý do mà chúng ta cần phải đi khám sức khỏe thật là sớm các bạn. Vâng. Để có thể là vừa đáp ứng được cái mong muốn là có con tiếp của anh chị, mà cũng là để cho những cuộc yêu của chúng ta nó được trọn vẹn hơn. Thưa quý vị, quay trở lại, chúng ta sẽ lại cùng dành thời gian cho một vị thính giả đang chờ máy. Alo. Để em hỏi là em là bác sĩ, cái tần suất của em năm nay em 35 tuổi. Dạ. Một đêm thì thật là một lần. Vâng. Vâng. Câu hỏi rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà tôi nghe chừng là có vẻ như bạn ấy đang tràn đầy những cái nỗi niềm muốn tâm sự, và có lẽ là để hai người đàn ông nói chuyện với nhau thì nó sẽ thoải mái hơn. Xin mời anh Lương ạ. Vâng, chào bạn. Năm nay 35 tuổi, bạn nói là đêm bạn chỉ được một lần đúng không ạ? Và đêm nào cũng thế ạ? Tuần chỉ được 2 lần. À, tuần chỉ được 2 lần đúng không ạ? Và có lẽ là thế này. 35 tuổi ở cái lứa tuổi của bạn ấy thì 2 lần một đêm thì cũng không có cái gì gọi là 2 lần trong một tuần ấy, và mỗi lần như thế thì chỉ 1 lần thì cũng không có cái gì liên quan gọi là có thể là gọi là khó gọi như thế nào nhỉ, có phải cần phải băn khoăn quá đâu. Bạn thì theo mình nghĩ là bạn vẫn hết sức thoải mái ấy. Mình nghĩ là bạn đây nó cũng là một cái gọi là cái tần suất cũng không đến nỗi gọi là quá gọi là cái gì mà mình cần phải suy nghĩ. Thế theo bạn là bạn mong muốn là ở cái quãng trước đây của bạn là khoảng bao nhiêu lần? Một tuần 5 lần. À, lúc ý là vẫn còn ở cái độ tuổi 20 đúng không ạ? Vâng. Thế thì thế này, ở trong cái vấn đề này ấy, thì cùng với tuổi thì thời gian của mình ấy, nó ngắn đi, số lần nó ít đi, tần suất ít đi ấy, thì cũng là cái chuyện hết sức bình thường. Nó có rất nhiều yếu tố, cái sự thay đổi về gọi là sức khỏe chung của bạn, cái yếu tố liên quan đến về mặt cảm xúc của bạn, của những cái cả bạn và người bạn đời của bạn ấy. Cho nên là theo mình ở riêng cái trường hợp của bạn ấy thì 2 lần một tuần cũng không có cái gì là quá là phải lo lắng đâu. Vâng. Vâng, không biết là bạn đã thấy thỏa mãn chưa hay là còn muốn hỏi gì nữa ạ? Em cảm ơn nha. Vâng, chúng ta hy vọng là bạn hãy cảm thấy bạn làm thế nào để cho cái tâm tư của mình nó được gọi là thư giãn nhất trước mỗi cuộc yêu, thì có lẽ là cái chất lượng cũng như là cái tần suất, cái số lượng lần mà bạn mong muốn nó cũng sẽ được nhiều hơn, đúng không anh Đương? Đúng rồi. Vâng, tôi thấy là bạn ấy hơi căng thẳng một chút. Thưa quý vị, quay trở lại, chúng ta sẽ lại cùng chờ đợi xem là vị thính giả tiếp theo sẽ đưa ra những câu hỏi như thế nào. Vâng, xin chào vị thính giả đang chờ máy.
Alo. Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả. Tôi là Lựa Ẩm ở là Vĩnh Phúc. Vâng, xin chào anh ạ. Và chúng tôi đang lắng nghe những câu hỏi. Tình dục mà tôi là bị can thiệp vào mạch vành. Vâng. Vâng, tôi muốn giao hợp phụ nữ thực phẩm. À, anh có thể nói rõ ràng hơn và to hơn được không ạ? Chúng tôi nghe hơi khó. Tôi là tôi bị can thiệp mạch vành. Vâng ạ. Ken. Dạ. Vâng, nhà quan hệ phụ nữ với vợ thì sức khỏe liệu nó có ảnh hưởng về đến tim mạch không nhỉ? À vâng. Có lẽ là anh Lương sẽ cần hỏi thêm điều gì đó. Vâng, xin mời anh. Vâng, chào bác. Bác có cái can thiệp mạch diễn ra đã cách đây bao lâu rồi? Năm nay là năm được 2 năm rồi. Được 2 năm rồi. Trong cái quãng thời gian ấy thì hai bác vẫn có quan hệ bình thường chứ ạ? Không, tuổi già rồi, 6 năm tuổi rồi. À vâng. Thế thì trong 2 năm rồi là mình không có quan hệ đúng không ạ? Bình thường. À đấy, thế thì tôi vừa hỏi là có quan hệ không thì bác đấy. Vâng. Thế thì bác vẫn quan hệ bình thường đúng không ạ? Vâng. Bác cảm nhận chung của bác về sức khỏe chung của bác là như thế nào? Thì vẫn thấy bình thường, nhưng mà tại sao là cái tật cái lực nó cứ bị tức tức mà cái vùng tim nó cứ bị nhói nhói nhiều lúc quan hệ mà cả. À rồi, thế thì bây giờ thì thế này. Thứ nhất là thực ra ấy, thì trước đây ấy, thì những cái bệnh lý liên quan đến tim mạch ấy, thì một trong những lời khuyên của bác sĩ trước đây ấy, là các cái đối tượng chúng ta là không liên quan hệ tình dục. Đấy, thế nhưng mà với cùng với cái sự phát triển của y học ngày càng tiến bộ nhiều hơn ấy, thì cái lời khuyên này họ đã bỏ đi rồi. Vâng ạ. Một trong những cái có thể gọi là khuyên bệnh nhân có cách rất là đơn giản, nếu bệnh nhân có thể đi được 2 tầng gác với khoảng 40 bậc thang liên tục không gọi là có cái dấu hiệu về gắng sức ấy, thì vẫn có thể quan hệ tình dục một cách hết sức bình thường. Bác đã can thiệp mạch rồi thì như vậy thì bác về mặt tim mạch thì bác đã trở lại bình thường. Thế tuy nhiên ở đây có một cái câu chuyện là khi quan hệ thì đôi khi bác vẫn cảm thấy tức ngực. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là bác nên đi kiểm tra lại những vấn đề liên quan đến sức khỏe tim mạch. Bởi vì can thiệp mạch xong không có nghĩa là bác hoàn toàn trở lại bình thường. Bởi vì là có thể can thiệp ở cái vị trí này thì vị trí khác nó có thể xuất hiện những cái tình trạng là tắc nghẽn. Và theo tôi thì bác nên đi kiểm tra tình trạng sức khỏe chung cũng như là sức khỏe về mạch tim mạch. Mà uống thuốc thì vẫn đều đặn hàng tháng hàng ngày uống thuốc. À vâng, uống thuốc là cái việc của uống thuốc. Thế còn cái việc nó phát sinh những cái điểm gọi là tắc nghẽn mới cũng vẫn có thể xảy ra bác ạ. Đấy, cho nên là cái việc là bác vẫn phải định kỳ đi khám sức khỏe. Và đặc biệt là khi mà bác đã có những cái can thiệp gọi là rất là quan trọng của y khoa như thế này, thì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là một cái yêu cầu, có lẽ là theo tôi nó là yêu cầu gọi là rất là bắt buộc đấy. À, nhưng mà quan hệ cứ bình thường vẫn cứ được cái gì? À vâng, có lẽ là bác nên đi kiểm tra trước khi chúng ta lại có những cái gọi là cuộc quan hệ nó. Và bởi vì thế này, nếu bác đi kiểm tra xong, bác được kết luận là những cái vấn đề về mặt tim mạch của bác ấy nó hoàn toàn bình thường, thì lúc ấy nó không những thế thì nó lại còn giải phóng cái mà về mặt tâm lý, giải phóng cái khối đè nặng lên cái đầu của mình ấy, thì lúc ấy cái cuộc quan hệ của hai bác ấy nó lại còn thăng hoa và nó dễ dàng và dễ chịu hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì cái món thằng hòa đấy vẫn thích lắm. Vâng. Thích lắm. Thế nhưng mà đi nhưng mà đi leo cầu thang mới đi lại vẫn thấy sức khỏe bình thường lắm. Vâng. Đấy là chỉ những cái đánh giá về mặt gọi là hết sức gọi là sơ đẳng thôi. Thế thì để có đánh giá gọi là tốt hơn thì mình vẫn phải cần kiểm tra chuyên sâu về mặt tim mạch chứ. Yeah. Vâng, có mất nhiều thời gian đâu, nửa ngày thôi thì là bác đã có một cái câu trả lời tốt và giúp cho cái tâm lý mình thoải mái hơn rất nhiều chứ, đúng không? Nhưng mà kiểm tra tim mạch cái kết luận là cứ tim vẫn cứ bảo bình thường. À vâng, thì như vậy là chúng ta còn có cái gì là chúng ta phải lo lắng nữa đâu, đúng không ạ? Vâng, đấy là mình phòng xa mà. Vâng, vâng. Mình phòng tôi là tôi phòng xa. Vâng. Đấy. Là nó có thế nào thì bởi vì bác sĩ về bệnh viện nó tư vấn cả đầy đủ cho lắm, nó lắm bệnh nhân quá nên tư vấn không đầy đủ như của các anh được, của bác sĩ chương trình này được. Vâng. Vâng, lâu lắm nay tôi mới gọi được, tôi gọi mất bao nhiêu tiền điện thoại chương trình này. À vâng, thế ạ. Vâng, rất là vui đấy. Nhắn máy này cuối cùng nó cứ phải chờ dây cút lại, dây chờ trong dây cút. Mỗi lần nháy là mất mẹ 5.000 rồi. À vâng. Thế thì nay nào nữa mới lại được gặp. Vâng, cũng coi như là chúng ta đã có duyên trong ngày hôm nay đúng không ạ? Và hy vọng là sau khi mà có duyên rồi thì những lời khuyên của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Lương sẽ mang đến cho anh những cái hiệu quả hơn nữa để có thể góp phần vào cuộc sống gối chăn nó ngày càng sẽ làm cho anh hài lòng hơn ạ. Cảm ơn anh đã tin tưởng kết nối cùng chúng tôi. Quay trở lại cùng với đường dây nóng thì thưa quý vị, chúng ta lại nhận được tín hiệu kết nối rồi và ngay lúc này đây thì hãy cùng chờ xem là vị thính giả nào và họ cũng sẽ đưa ra những câu hỏi thế nào đây ạ. Alo. Chào chị nhá, chào bác sĩ.
Vâng. Chào bác. Tên tôi là Thành, tôi ở Hà Nội mà. Dạ vâng ạ. Năm nay tôi 75 tuổi. Vâng ạ. Tôi 75 tuổi nhưng mà sức khỏe tôi vẫn khỏe lắm. Tôi vẫn cường tráng và cũng như là thanh niên vậy thôi. Tên chưa nghe rõ không? Vâng ạ. Dạ, chúng cháu nghe rõ bác ạ. Dạ. Vâng, tôi vẫn là khỏe mạnh. Bà sáng như tôi năm nay bà có 50 tuổi thôi. Nhưng mà bà trắng trẻo xinh lắm, đẹp. Thế mà nhu cầu của bà ấy là vẫn cứ thích bà chưa mãn kinh. Thế bây giờ tôi chỉ hỏi như này thôi. Để đáp ứng yêu cầu của bà ấy, tôi cứ gần bà ấy là bắt đầu là cũng lòng muốn làm. Dạ. Nhưng mà nó, cái cậu bé là nó rất là yếu. Dạ. Thế tôi cứ phải dùng một cái viên 100. Viên 100, Magica 100 đấy. À, tôi vâng. Nghe rõ không? Vâng. Có ạ. Dạ. Vâng. Thế thì nó sẽ mạnh mẽ. Vâng. Thế là làm được và làm cũng có thể đáp ứng được với yêu cầu của bà ấy là cũng lâu đấy. Thì bà cũng thích. Khi dạ. Nào tôi bảo thích thì bắt đầu là tôi phóng. Cái phóng, sau khi phóng xong thì hai người đều thấy phấn khởi. Dạ. Và tôi sức khỏe vẫn bình thường. Không có làm sao cả, tôi vẫn khỏe mạnh và không thấy có cái vấn đề gì yếu hoặc là mệt nhọc gì cả. Thế tôi chỉ hỏi như vậy là bác sĩ xem. Tôi dùng cái viên 100, một tháng tôi chỉ có dùng một lần thôi. Vâng. Có hại gì đến sức khỏe không? Vâng. Đấy, tôi chỉ hỏi như thế thôi. Vâng. Có ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ không? Vâng. Vâng, câu hỏi rất là rõ rồi ạ. Nghe rõ không? Dạ, có rồi ạ. Vâng, bác thân mến, bây giờ đây thì mời bác hãy lắng nghe lời khuyên của chuyên gia. Vâng. Vâng. Chào bác Thành. Bác Thành năm vâng. nay 75 tuổi và hiện nay vẫn duy trì là một tháng với tần suất một tháng một lần đúng không? Bác sĩ nói to thì tôi mới nghe được. Vâng. À vâng, chào bác Thành. Bác Thành năm nay 75 tuổi và mỗi tháng thì duy trì cái tần suất hai bác gặp nhau một lần đúng không ạ? Vâng. Vâng. À, xin hỏi bác Thành là bác Thành uống viên Viagra 100 ấy là do bác tự mua hay bác được bác sĩ kê đơn cho? À, không ai kê đơn cả. Tôi thấy người ta mách. À. Thì tôi mua rồi nhưng mà uống vào thì tôi thấy nó cũng không làm sao cả. Chỉ thấy nó bừng bừng lên thôi chứ. Chứ là lúc đó là cậu bé là khỏe mạnh lên nhiều. Vâng. À, cái viên mà bác đang uống ý, thì nó bắt đầu được xuất hiện trên thị trường cách đây 19 ạ. Và vâng. nó tạo ra một cái cuộc cách mạng về tình dục. Nó giúp cho rất rất nhiều quý ông vâng. là gọi là lấy lại được gọi là cái bản lĩnh đàn ông. Thế vâng. nhưng cái gì nó cũng có vấn đề của nó bác ạ. Nó giúp vâng. nó giúp bác cương tốt ý. Thế nhưng nó vâng. cũng có thể nó có những cái gọi là tác dụng phụ. Nếu bác sử dụng không đúng chỉ định của nó. Và cái viên thuốc bác đang sử dụng ấy là một vâng. viên thuốc cần phải kê đơn. Vâng. Đấy. Thế thì bởi vì tại sao nó cần kê đơn? Bởi vì rằng là khi sử dụng nó thì nó bên cạnh cái tác dụng gây cương của bác ấy thì nó có một số vâng. cái tác dụng phụ khác. Và vâng. theo tôi ấy, thì bác nên đi kiểm tra sức khỏe để các bác sĩ có thể tầm soát những cái bệnh lý trên nền sức khỏe chung của bác. Có thể vâng. phát hiện ra một số các bệnh lý khác. Nếu vâng. bởi vì là thế này, nếu bác có những cái bệnh lý đó mà bác sử dụng cái viên thuốc này ấy, thì đôi khi nó lợi bất cập hại đấy ạ. Vâng ạ. Hiện tại thì bác chưa thấy có vấn đề gì và gọi là có lẽ là đem lại cái sự thỏa mãn cho cả hai bác. Thế nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo là bác cần phải đi khám sức khỏe. Vâng. Chỉ có các bác sĩ chuyên khoa nam học thì mới có thể kê đơn một cái thuốc một cách chuẩn nhất dành cho bác. Vâng ạ. Báo cáo bác sĩ sau khi mà khám phát xong ấy, thì thấy vẫn khỏe mạnh, chả thấy làm sao cả. Vâng. À, đánh giá khỏe mạnh của bác là đánh giá về mặt cảm quan bác tự nhận thấy chứ không phải là đánh giá một cách khoa học. Vâng ạ. Chính vì vậy mà chúng tôi vẫn khuyến cáo bác là bác nên đi kiểm tra để các bác sĩ nam học có thể gọi là kê đơn một cách chính xác chứ không nên tự ý sử dụng các cái thuốc gọi là để điều trị rối loạn cương như vậy. Vâng ạ. Thế nếu mà dùng nó thì bác sĩ cho biết có hại gì không ạ? Có chứ bác ạ. Bất cứ loại thuốc nào chứ không phải là thuốc chỉ riêng thuốc rối loạn cương cũng đều có hai mặt của nó. Có cái mặt để dùng để điều trị, nhưng bên cạnh đấy thì nó đều có những cái tác dụng ngoài mong muốn của nó. Và các cái thuốc điều trị rối loạn cương ấy thì có rất rất nhiều cái tác dụng ngoài mong muốn. Chẳng hạn nó có gây ra cái nóng mặt này, đỏ mặt này, cái tác dụng phừng phừng này, cái có thể là đau lưng này. Có một số cái trường hợp thì có thể gây ra tụt huyết áp khi đứng này. Và rất rất nhiều các cái tác dụng phụ khác. Đôi khi nếu bác dùng quá liều ấy thì nó có thể gây ra cái hiện tượng cương đau kéo dài và nếu điều trị không tốt ấy thì có thể là gây sơ hóa và hỏng luôn cái cậu bé của bác. Vâng. Đây là tôi chỉ kể ra một số những cái tác dụng phụ thôi chứ còn có thể có rất rất nhiều nữa đấy nhá. Vâng.
tôi xem cái đơn ấy thì người ta bảo là như thế, xem đọc cái đơn ấy vâng. bảo dùng thì là nó có thể là ảnh hưởng đến mờ mắt. Đúng nhưng rồi. Mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thấy cái đơn nó bảo thế. Vâng, có rất nhiều cái tác dụng phụ chứ không phải chỉ riêng món mờ mắt đâu bác nhé. Vâng. Vâng. Có thể gây ra cái hiện tượng là bị, gọi là mất màu sắc tạm thời hoặc là rất rất nhiều, bởi vì là cái này ấy, nó có thể tác động không những nó chỉ tác động trên mạch máu ở dương vật mà có thể tác động ở trên rất nhiều các cái vị trí khác nhau. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Thế rồi, cảm ơn bác Chính nhá. Vâng ạ. Cảm ơn bác đã kết nối cùng chúng cháu và cũng hy vọng rằng là bác cũng sẽ luôn luôn giữ được một cái tâm thế cũng như là một sức khỏe tốt nhất. Thưa quý vị, quay trở lại với đường dây nóng, hiện giờ chúng ta không còn nhiều thời gian cho phần kết nối nữa và hãy cùng làm quen với vị thính giả tiếp theo. Alo. Alo ạ, mình là Nam, năm nay 37 tuổi ở Hà Nội. Dạ vâng, anh Nam thân mến, bây giờ đây thì chúng tôi đang lắng nghe xem là ngày hôm nay anh kết nối để đưa ra những câu hỏi thế nào ạ, xin mời anh Nam. Mình có một chút thắc mắc về cái vấn đề tình dục, dạ. quan hệ của vợ chồng mình ấy. Dạ. Thì thật ra thì tính chất công việc thì vợ chồng đôi khi là cũng phải xa nhau hàng tháng ấy. Dạ. Thì trong cái thời gian đấy thì gần như là không có cái ham muốn nhiều, tức là cảm giác như là không có đòi hỏi gì ấy. Mình muốn hỏi chuyên gia xem có phải mình rơi vào cái tình trạng giống như gọi là suy giảm cái ham muốn tình dục sớm của nam hay không? Vâng, vậy là chúng ta cũng đã nắm được câu hỏi của anh rồi. Và rõ ràng là ở độ tuổi của anh thì cũng tương đối là còn được coi là rất phong độ đàn ông. Vâng. Thế thì cái hiện tượng này nó là như thế nào bác sĩ? Vâng, anh Nam 37 tuổi, đang sống tại Hà Nội. Anh thì có cái nghề nghiệp đặc thù là hay phải đi công tác đúng không ạ? Vâng. Và hiện những cái triệu chứng liên quan đến gọi là giảm ham muốn của anh thì xuất hiện cách đây bao lâu rồi? Thực ra thì cũng một thời gian nó cũng gần đây thôi, tức là thời gian mình ta vợ đấy ít quan hệ thì nó dẫn đến tình trạng là mình không có cảm giác ham muốn gì nữa. Vâng. Nhưng mà mình cứ để bắn lên như thế rồi xong mình không thấy có cái đòi hỏi gì cả. Vâng. Đấy. Nó kéo dài khoảng mấy tháng rồi anh ước lượng như nào? Nó xuất hiện đột ngột hay là xuất hiện một cách từ từ? Nó xuất hiện tầm khoảng 3 tháng nay thôi. Vâng. Vâng. Trước đây thì mình vẫn hoàn toàn là bình thường. Vâng. Ở trường hợp này thì mình có thể nghĩ tới một cái trường hợp có thể là mãn dục nam sớm. Vâng. Bởi vì là 37 tuổi thì nó cũng sẽ khá là sớm. Vâng. Thế tuy nhiên như để có thể kết luận một cách chính xác hơn ấy thì có lẽ là chúng tôi rất mong muốn là được thăm khám cho anh Nam. Ở trong cái trường hợp này thì chúng tôi sẽ tiến hành thăm khám anh cũng như là trao đổi một số cái câu hỏi chuyên sâu hơn mà nhiều khi nói ở trên sóng này thì nó cũng không được tiện lắm. Và một cái nữa là cái rất là quan trọng là chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm một số các cái chỉ số của anh, và thông qua các cái kết quả này thì chúng ta sẽ có một cái lời giải nó chính xác về cái hiện trạng bệnh lý của anh Nam ạ. Nhé. Cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh đã kết nối cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị, quay trở lại lúc này chúng ta lại cũng có được tín hiệu kết nối tiếp theo rồi. Hãy cùng làm quen với vị thính giả này. Alo. Dạ vâng ạ, xin chào vị thính giả. Chào chương trình nhá. Vâng ạ, và chúng tôi có thể biết tên của vị thính giả chưa ạ? Dạ. Cái máy tôi trông bé quá. Dạ. Hôm nay ở Hà Nội trên cây nè. Dạ vâng. Tôi hỏi bác sĩ là năm nay tôi 60 tuổi nhá. Vâng ạ. Mà nói chung là tôi mới có bà xã thì mấy năm nay mà bây giờ mới sinh em bé đấy. Dạ. Cái tần suất sinh hoạt vợ chồng thì cũng tương đối khá khá nha. Dạ. Mà tôi làm như vậy hồi trước đến giờ làm như từ hồi bé đến giờ làm như vậy sớm đây. Dạ. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi như tôi năm nay 40 tuổi mới có em bé khoảng 2 năm nay. Dạ. Cũng có cũng muốn sinh em bé nữa, bác sĩ có lời tư vấn là không? À vâng, câu hỏi rất đơn giản là tóm lại là chúng ta đang muốn nhận lời khuyên từ chuyên gia để làm thế nào để sớm đạt được cái mong muốn là có thêm một thiên thần đúng không ạ? Vâng, vâng, xin mời anh. Có lẽ là tôi sẽ gọi là tóm tắt lại cái yêu cầu của bác. Bác năm nay 60 tuổi, bác gọi là bác gái là năm nay 40 tuổi đúng không ạ? Vâng. Vâng, hai bác đã có một em bé cách đây 2 năm và bây giờ là mong muốn là có thêm một bạn nữa đúng không? Tần suất quan hệ của bác hai bác thì như bác vừa nói là cũng khá khá đấy đúng không? Đấy. Thế là có nghĩa là nếu mà phần được thì có thể 2 lần. À đấy, vâng. Có thể là nếu mà chị ta lâu lâu về hay là tình nuôi 15 ngày có thể là sớm một lần sáng một lần nữa cũng tương đối khá lắm ạ. À vâng. Thế nhưng mà như bác vừa nói thì lại có một cái hiện trạng là cái thời gian ngắn đúng không ạ? À. À
đấy. Như vậy là chúng ta cũng vẫn có một vấn đề. Như vậy là chúng ta có cái vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm, đúng không ạ? À vâng, có đúng là chúng ta có một cái vấn đề nó liên quan đến cái thời gian quan hệ của hai bác thì nó ngắn đấy, đúng không ạ? Vâng, vâng, đúng. Đấy, như vậy là gì? Là tần gọi là xuất tinh sớm đấy. À đấy, chúng ta đấy, bản thân bác cũng đã nhận thấy được cái vấn đề của chính bản thân mình, đúng không ạ? Như vậy là gì? Là tần suất của chúng ta cũng không gọi là hề thấp ở cái lứa tuổi 60 của bác, như vậy là cũng tốt. Và có khi là nhiều thanh niên cũng mong muốn đấy. Bởi vì thế này, nói thật với bác, có những thanh niên 30-40 nhiều khi là có một vài tuần có khi là cũng chẳng nhìn đến vợ đâu. Và bác ở tuổi 60 như thế này là cũng tốt. Thế tuy nhiên ấy, thì mình lại có một cái vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm. À, thực ra thì có thể một cái câu hỏi khá tế nhị là cái quãng thời gian ấy của bác là khoảng bao lâu được không ạ? Cái thời gian khi hai bác quan hệ là được khoảng bao lâu được ạ? Quan hệ thì giả từ như đến nay hay là cũng như là quan hệ á, thì bình thường tôi hình như là có nghĩa là nó cũng như là thăng hoa lắm. Vâng. Nó giảm thì hơi sớm. Vâng. À, liệu có hơn được một phút hay là dưới một phút bác? Hơn được phút, và những cái trường hợp như giả từ như mình một hai ngày cái bắt đầu mình quan hệ đấy thì nó hơi mệt, có nghĩa là muốn nhưng mà thằng bé nó cũng vào cũng cương cứng, nhưng mà được nó hơi gọi là nếu mà hơi mọi thứ thì nó được 2-3 phút. Còn nếu mà giả sử bác đi 2-3 ngày 3-4 ngày về gặp cái gì thì có khi nó được nhận một phút là thăng hoa rồi. Vâng. À, thực ra thì thế này. À, vâng, cái quãng thời gian của bác ấy thì nó cũng chưa thật sự là nó đáng ngại lắm. À, và để nói, chúng ta sẽ nói tách bạch ra hai vấn đề. Một vấn đề liên quan đến cái việc là để thụ tinh ý, thì cái quãng thời gian ấy không thật sự đáng ngại, bởi vì nó vẫn có khả năng để thụ thai. Tuy nhiên nó, chúng ta sẽ nói đến cái khía cạnh thứ hai, đến cái cảm xúc của chính bản thân bác và bác gái. Ở với cái quãng thời gian ngắn như thế thì cả hai bác tôi đảm bảo là đều chưa thể cảm thấy thoải mái, đúng không ạ? Vâng. Thế thì vấn đề cần phải giải quyết ở đây là gì? Là có lẽ là chúng ta cần, bác trai cần phải đi khám. Vâng ạ. Chúng ta đi khám, chúng ta sẽ gặp các bác sĩ chuyên khoa nam học, thì các bác sĩ sẽ giải quyết cái tình trạng xuất tinh sớm của bác khá là tốt. Vâng ạ. Ở trường hợp này thì chúng tôi hy vọng rằng là sau khi bác đi khám, giải quyết được cái tình trạng này ấy, thì cái sự thỏa mãn đem lại cho cả bác, chính bác trai và bác gái sẽ được tăng lên rất là nhiều. Hãy đừng ngại gì bác ạ. Mà bác ở ngay Hà Nội ấy, thì có thể rất nhiều các cái cơ sở để chúng ta có thể thăm khám, mà chúng ta có phải mất nhiều thời gian đâu. Bác có lẽ là chỉ mất một buổi sáng thôi là chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này nhé. Mình cứ là hồi nào giờ cũng hơi tự tin. Vâng. Không. Tôi nói chương trình thời trầm thì tôi nghe nhiều lắm, tôi dám thưa lắm, thì tôi dám tôi nhiều vâng. Đây từ ấy thì tôi không cần hỏi bác sĩ mà đều tôi nghe để có đúng với cái mà cái tình trạng của mình không. Vâng. Đấy. Thành từ giờ bữa nay tôi mới liên hệ được, liên hệ vâng. Nhiều lắm, lâu không, lắm. Không tự ti đâu bác ạ, bởi vì thế này, chúng ta cảm cúm chúng ta cũng có thể đi khám được cơ mà. Chúng ta đau dạ dày chúng ta có thể nói được với mọi người là chúng ta đau dạ dày, và tại sao có một đây cũng là một bệnh lý mà tại sao chúng ta không dám nói mà chúng ta không dám đi khám. Không có cái gì đáng ngại hết đâu bác ạ. Bởi vì thế này, cái số lượng người mà có vấn đề như bác ấy thì lại hoàn toàn không hề ít. Người ta nhận thấy rằng là cả thế giới và Việt Nam ấy, cái tần suất gọi là nam giới có vấn đề về xuất tinh sớm ấy, nó không hề ít đâu bác ạ, khoảng 1/3. Có nghĩa là 3 ông nam giới có 1 ông có liên quan đến vấn đề xuất tinh sớm đấy. Cho nên là bác cứ tự tin, bác nghĩ đi, xung quanh mình còn nhiều ông lắm, rất nhiều ông giống mình, cho nên là mình cứ đi khám không ngại gì cả. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng. Cảm ơn bác sĩ nha, hy vọng là lời tôi bác sĩ sẽ tôi sẽ thực hiện để tôi thăng hoa. Vâng. Cũng rất là mong là tuần sau là được đón bác để khám trực tiếp cho bác nhé. Vâng ạ. Vâng. À, đấy anh Lương thấy không, có thính giả khi mà gặp gọi là đúng thầy đúng thuốc đúng người để trò chuyện chia sẻ thì ai cũng cảm thấy rất là vui, và đặc biệt hơn nữa là khi mà nhận được lời khuyên từ chuyên gia thì sẽ lại càng thấy vui hơn nữa. Quý vị thính giả thân mến, trên thực tế thì quan hệ tình dục không nhất định là phải xem trọng số lần. Điều mà chúng ta nên xem trọng hơn đó chính là cái thể chất của mỗi một người khi mà tham gia cuộc yêu đó, cũng như là chất lượng cuộc yêu. Và chỉ cần mỗi lần chúng ta có được một cuộc yêu, nhưng cuộc yêu đó trọn vẹn với cả đôi bên, thì đó mới là điều mà chúng ta nên chú ý nhất. Hy vọng quý vị và các bạn đã thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay.